Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn là một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, em Lợi xin báo giá cuối tuần tất cả các dòng xe đang có tại cửa hàng em Lợi đây. Và em xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, xin mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nha, ngay đối diện với bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội đây. Đấy, cuối cái đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông nhá. Anh em cứ đến cái cột cuối cùng của đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông, vòng lại là đến địa chỉ cửa hàng em Lợi. Và bên em Lợi thì chuyên về cái dòng xe bán tải để phục vụ quý chị nhá. Vâng, chiếc xe em báo giá đầu tiên cho quý chị, đây là cái chiếc xe Ford Ranger màu vàng kép đời 2019, số sàn một cầu máy dầu XLS. Và chiếc xe này thì chạy đúng 4 vạn lốp theo xe cả dàn, nắp thùng thấp. Và xe này thì tên công ty biển Hà Nội và đã được bên em Lợi bao rút hồ sơ. Chiếc xe này đang bán giá là 460 triệu nhá. Và tiếp tục là chiếc cái xe Triton đời 2018 màu bạc. Và chiếc xe bản đủ được trang bị la xăng mau và xe sử dụng động cơ máy VMAX 2.4. Đấy, toàn bộ xe thì cam kết không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin. Xe các xe thì bên em Lợi cũng đã có review từng xe một, và anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Chiếc này thì đang chào bán với giá là 465 triệu nhé. Và 465 triệu chiếc Triton bản đủ số tự động. Và trong nhà em thì còn rất nhiều xe để phục vụ quý chị nhé. Chiếc trắng này là chiếc BT đời 2021 số tự động một cầu màu trắng, giá đang chào bán là 510 triệu nhé. Chiếc này chạy 4 vạn lốp theo xe cả dàn, tên tư nhân biển Hà Nội, bao rút hồ sơ. Và bên cạnh là chiếc Nissan Navara đời 2016 số tự động 2 cầu, số tự động 1 cầu màu cam cùng biển Hà Nội, và đã rút hồ sơ. Chiếc này đang chào bán là 395 triệu nhé. Đấy, Navara thì bên em Lợi còn là 2-3 xe để phục vụ quý vị nhé. Và bên trong đây là chiếc Triton đời 2022 bản Athen. Đấy, chiếc xe này chạy 5 vạn và lốp theo xe cả dàn, tên cá nhân, và xe số tự động một cầu màu đen, đang chào bán giá 655 triệu nhá. Đây là cái hàng ngoài đường của bên em Lợi. Đấy, em Lợi chuyên về cái dòng xe bán tải thôi, tập trung nhiều vào cái dòng xe bán tải nhá. Và bên trong này là chiếc Ford Ranger số sàn 2015, đăng ký lần đầu 2016, form mới, màu trắng, nắp thùng cao. Chiếc xe này thì đang chào bán với giá là 355 triệu nhá. Xe bao zin, bao đẹp, không đâm xô. Tất cả xe bên em Lợi, anh em cứ mang thợ, mang thuyền đến check test thoải mái nhá. Đấy, xe đó, máy dầu 2.2, màu trắng khá là đẹp và long lanh luôn. Đấy, chiếc xe này thì đang chào bán là 355 triệu. Anh em nào mà mua những chiếc xe đời từ 2017 trở lên thì bên em Lợi có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhá. Đấy, xe đồng sơn này rất là đẹp và máy dầu nhập nguyên chiếc. Và bên trong đây là chiếc Ford Ranger đời 2020 số tự động một cầu. Đấy, số tự động một cầu chạy đúng 2.8 vạn lốp theo xe cả dàn, bao rút hồ sơ. Chiếc này thì đang chào bán với giá là 575 triệu nhá, màu trắng, số tự động XLS một cầu. Và đây là chiếc Nissan Navara đời 2016 nâu số tự động một cầu. Chiếc này thì đang chào bán với giá là 395 triệu nhá, màu nâu, một số tự động một cầu biển Hà Nội. Và bên cạnh là chiếc Isuzu D-Max sản xuất năm 2018 số 18 số tự động, sản xuất 2016, D-Max sản xuất 2016 số tự động 2 cầu màu vàng cát. Chiếc này thì đang chào bán là 430 triệu. À, chiếc Honda Civic này thì bên em đang bảo dưỡng cho khách nhá, bảo dưỡng lại một số thay dầu cho quý khách. Và chiếc bên trong đây là chiếc Triton đời 2021 nhá. Đấy, chiếc xe này thì 2021 và 545 triệu. Đấy, xe này thì cũng đã được bác chủ ở bên Thạch Thất đi check hãng và đã đặt cọc rồi, đang chờ ngày
hồ sơ ra để giao xe. Đấy, chiếc Vios 2008 này, 2008 số tự động một cầu. Chiếc xe này thì đang chào bán với giá là 200 triệu nhá. Bên trong đây là những chiếc mà bên em cũng đã nhận cọc, chiếc Chitong 18 nhận cọc chờ làm hồ sơ này. Đấy, Vios 2017 cũng nhận cọc chờ hồ sơ này. Đấy, và chiếc Ford Ranger này thì cũng đang chờ làm ngân hàng nhá. Anh em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi còn rất nhiều để phục vụ quý anh chị. Và hiện tại thì chiều nay bên em đang nhập về thêm BT này và thêm xe Chitong. Đấy, anh em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì liên hệ với em Lợi nhé. Một lần nữa em Lợi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.